mua này về tiệm để đựng khăn dơ á, khăn mà sau khi khách nó chùi tay, nó rửa tay cái nó lấy khăn nó chùi xong á các bạn, cái nó dục vô đây nè, đặng cho mình bỏ vô máy giặt. Thấy không? Hồi nãy hai lúa có chia sẻ, một ngày của hai lúa bên Mỹ này rất là bận bịu, vừa làm chủ, vừa làm thợ, vừa làm chồng, vừa làm cha, vừa làm người đi mua đồ, vừa làm người trả tiền bill. Nó tóm lại everything is hai lúa. Hai lúa xin chào mọi người nha, chào mừng các bạn trở lại kênh của hai lúa. Đang đứng ngay ánh nắng mặt trời, nắng nó chiếu vô con mắt nhăn nhăn như khỉ vậy. Sau lưng của hai lúa các bạn thấy gì chưa? Nó gọi là Dollar Tree. Tất cả mọi thứ dưới 1 đô la. Không có thứ nào hơn 1 đô la nhé các bạn. Hôm nay hai lúa xin chia sẻ với các bạn một cái tiệm bán những cái đồ coi như mọi thứ dưới 1 đô la. Mời các bạn theo chân của hai lúa vào xem nha. Xem coi bên trong bán những thứ gì mà chỉ có 1 đô la là các bạn có thể mua được nha. Bây giờ bắt đầu mời các bạn theo chân hai lúa. Điểm này có cái tên là Dollar Tree nha các bạn. Thì bán tất cả mọi thứ các bạn thấy không? Bên ngoài cửa người ta đề 1 đô la. Những cái gì người ta bán trong này là chỉ 1 đô la hoặc là dưới, chứ không bao giờ hơn 1 đô la nhé các bạn. Bây giờ mình vào xem coi bên trong bán những thứ gì nha. Trước nhất là mình đi lấy chiếc xe. Hi, how are you? Đây. Sắp sửa tới ngày Halloween rồi các bạn ơi, cho nên bây giờ người ta đang bán những cái vật dụng cho ngày lễ Halloween nhé các bạn. Hình như chiếc xe của hai lúa mới lấy cái bánh nó không chịu chạy, giờ hai lúa phải lấy chiếc xe khác. À, chiếc xe này thì nó đỡ hơn, nó better hơn. Đây, chuẩn bị cho Halloween các bạn ơi, người ta gọi là ngày lễ ma quỷ á. Đây, hai lúa nói là phải có dẫn chứng, mọi thứ chỉ có 1 đô la hoặc dưới thôi nhé các bạn, không có thứ nào hơn 1 đô la nha. Nhiều lắm, nhiều thứ chỉ có 1 đô la thôi các bạn thấy không? Tất cả mọi thứ trong này các bạn muốn mua cái gì chỉ đều 1 đô la hoặc dưới chứ không có hơn. Hôm nay hai lúa làm cái clip nhanh gọn lẹ chia sẻ với các bạn. Nó gọi là Dollar Tree, tức là cái tiệm này có cái tên là Dollar Tree, mọi thứ under $1. Hai lúa đi một vòng cho các bạn xem nha. Cái gì cũng 1 đô la thôi, không có cái gì hơn 1 đô la. Đây, cái này là hai cái cho 1 đồng nha các bạn, thấy rẻ chưa? Tức là một cái là nửa đô la, hai cái thì 1 đô la. Hai lúa cũng không biết là nó mắc hay nó rẻ nếu so với Việt Nam, nhưng mà giống như bên này thì nó quá rẻ. Trong lúc các bạn xem clip, nếu các bạn thích video thì các bạn bấm like, nhấn nút đăng ký và nhấn cái chuông kế bên để nhận thông báo clip mới hàng ngày nhé các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ hai lúa trong thời gian qua, và hai lúa mong các bạn tiếp tục ủng hộ hai lúa trong thời gian tới và mãi mãi nha. Mọi thứ chỉ 1 đô la ở Mỹ. Quá rẻ đúng không các bạn? Sách vở, tập, bánh trái, đồ dùng hàng ngày, cái gì cũng 1 đô la nhé các bạn. Bây giờ hai lúa đang đi mua những cái mà coi gọi là xà bông giặt khăn đó các bạn. Xà bông giặt khăn trong cái tiệm nail của hai lúa đó cũng 1 đô la luôn nhé các bạn, 1 đô la một bình.
quá rẻ các bạn ơi, còn không mau mà mua. Đó, thuốc tẩy cũng vậy, thuốc tẩy cũng $1 luôn, nói tóm lại cái gì cũng $1 hết. Lúa đang đi kiếm cái này để đựng mấy cái khăn dơ nè. Mua này về tiệm để đựng khăn dơ á, khăn mà sau khi khách nó chùi tay, nó rửa tay cái nó lấy khăn nó chùi xong á các bạn, cái nó dục vô đây nè, đặng cho mình bỏ vô máy giặt. Thấy không? Hồi nãy hai lúa có chia sẻ một ngày của hai lúa bên Mỹ này rất là bận biểu, vừa làm chủ, vừa làm thợ, vừa làm chồng, vừa làm cha, vừa làm người đi mua đồ, vừa làm người trả tiền bill. Nó tóm lại everything is hai lúa. Hôm nay hai lúa xin chia sẻ với các bạn một cái tiệm nó gọi là Dollar Tree. Mọi thứ trong này chỉ $1 hoặc là dưới chứ không có hơn, $1 under. Mời các bạn theo dõi cái clip nha. Thì cái tiệm này thì bán hầu như là đầy đủ các vật dụng trong gia đình nhé các bạn. Cái gì người ta cũng có bán, từ vật dụng cho đến đồ ăn lặt vặt linh tinh nhé các bạn. Muối, tiêu, đường, bột ngọt, nói tóm lại cái gì cũng có bán trong này. Mà chỉ có $1 à. Hai lúa cũng không hiểu sao rẻ dữ vậy. Có gạo nữa nè các bạn. Gạo nè các bạn. Thấy không? Gạo nè. Thấy chưa? Cũng $1 một bọc vậy nè các bạn. Để coi một bọc này nó bao nhiêu. Nó là 2 pound, tức là nó gần 1 kg nha các bạn. Nó là 907 gram, tức là nó gần 1 kg nha các bạn. Hình như gạo này là gạo của Việt Nam đó các bạn ơi. Đó nè, bán tùm lum hết gạo nè, bán tùm lum hết nè. Có bán đồ hộp nè các bạn. Mọi thứ chỉ có $1 thôi, một đồng á, dịch ra tiếng Việt là một đồng nữa các bạn. Quá rẻ. Dầu ăn này, đồ ăn, nước tương, đường, bột ngọt nè, có bán mì gói nữa nè các bạn. Mì gói nè, có đồng bạc nè. Thấy chưa? Quá rẻ. Thì sáng hôm nay hai lúa phải đi mua mấy cái đồ lặt vặt linh tinh cho tiệm, giống như xà bông, giặt khăn, thuốc tẩy này kia nọ. Thành ra sẵn dịp hai lúa làm một cái clip nhanh gọn lẹ để chia sẻ với các bạn cái tiệm này nó bán mọi thứ chỉ có một đồng thôi nha. Đó các bạn thấy không, mọi thứ, tất cả mọi thứ chỉ một đồng, không hơn một đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của hai lúa và xem những cái clip của hai lúa. Hai lúa mong các bạn chia sẻ những cái clip và ủng hộ kênh của hai lúa. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ hai lúa mua xong rồi, bây giờ hai lúa đang đứng ngay chỗ tính tiền, để tính tiền rồi đi về tiệm làm việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip nhanh gọn lẹ cái tiệm bán đồ chỉ $1 ở Mỹ. Một lần nữa hai lúa quay một vòng bao quát của cái tiệm này cho các bạn xem nha. Mọi thứ chỉ $1 thôi đó các bạn, quá rẻ. Nếu các bạn nào có cần món gì thì vào đây mua nha. Sau vài phút hai lúa làm mất thời gian của các bạn, bây giờ hai lúa xin tạm dừng các clip ở đây nha. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Hẹn các bạn lại các clip sau. Bye bye các bạn nha. Nhớ bấm like, nhấn nút đăng ký và chia sẻ các clip giùm hai lúa nha. Bye bye nha.